Còn bây giờ là những hình ảnh đầy thú vị về cuộc sống của thai nhi ở trong bụng mẹ. Một đoạn video vừa được hãng Reuters của Anh đăng tải đã ghi lại được những giây phút nhảy múa của thai nhi 9 tháng tuổi. Có vẻ như đây là một bé gái rất hiếu động. Dù nhạc không hề được bật lên, cũng không có tác động nào từ bên ngoài, song bé gái 9 tháng tuổi vẫn tiếp tục cử động mạnh như thể nhảy múa trong bụng của người mẹ. Trong đoạn video dài gần 2 phút thì bé gái này không ngừng đạp, khi thì nhẹ nhàng, khi lại gồng lên khiến cho bụng của người mẹ thì lồi hẳn ra. Dường như em rất phấn khích khi sắp gặp được cha mẹ của mình. Không ít người đã bật cười thích thú khi xem video này. Trước đó thì một đoạn video siêu âm 4D của thai nhi được chia sẻ đã nhận được phản hồi tích cực từ người xem. Thậm chí là nhiều người còn bình luận rằng em bé này đã trở thành ngôi sao ngay từ trong bụng mẹ.